Tiếp theo nữa là cái câu chuyện như thế này, và cứ vào cái tháng 12 này này, bắt đầu từ năm 2018, nó giống như là một cái câu chuyện rằng là chúng ta được hồi tưởng về lịch sử ấy. Cứ đến tháng 12 là chúng ta nghĩ đến vòng chung kết U23 châu Á của năm 2018 tuyệt vời đó, đúng không ạ? Và người ta đặt ra một câu hỏi là những người thuộc về thế hệ đó hiện tại đang ở đâu trong nền bóng đá Việt Nam. Ông Park thì rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển rồi. Hôm qua người ta có một cái thống kê là 2 năm rồi Bùi Tiến Dũng thủ môn không bắt trận nào cả ở V-League. Đó, đấy là một cái điều rất là buồn. Một năm rồi Bùi Tiến Dũng không bắt một trận nào ở V-League, đấy là một điều rất buồn. Những người như Phan Văn Đức vẫn đang điều trị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Những người như Đình Trọng thì coi như là đến giờ phút này cũng không ai dám tin rằng là Đình Trọng có thể đá ở một cái phong độ cao nhất nữa, đúng không ạ? Những người như Quang Hải thì cũng đang gặp chấn thương, Đoàn Văn Hậu cũng chấn thương, Công Phượng thì ở đâu đó Nhật Bản không biết có về Việt Nam hay không, bởi vì rất nhiều lý do, anh Huy chắc cũng nắm được cái chuyện đó, đúng không ạ? Còn Xuân Trường này thì hiện tại thì cũng không biết đang ở đâu. Đức Huy đó. Vâng, Đức Huy cũng không thấy đâu cả. Đức Huy thì ở Thép Xanh Nam Định, đúng không ạ? Trường thì đang ở Hải Phòng. Hôm qua có đá, và vừa đá được. Vâng. Thế thì anh nghĩ sao, anh cảm nhận ra sao về cái thế hệ đó? Đấy là một thế hệ tài năng, và họ đã chứng tỏ được năng lực của mình ngay sau cái Thường Châu. Thực ra từ trước Thường Châu thì mình đã thấy cái năng lực của họ rồi, nhưng mà chúng ta không may mắn. Một loạt những giải đấu chúng ta thất bại. Cái lứa này thực ra được đẩy lên rất là sớm, đã mấy kỳ SEA Games rồi. Từ 2015 họ được đá SEA Games rồi, 2017 thì thất bại. Đến lúc có ông Park vào thì họ gặp duyên và đã chứng tỏ được cái tài năng của mình. Vô địch AFF Cup rồi là vào chung kết ở Thường Châu. Thì tôi cho rằng là đến bây giờ nghĩ lại thì tôi cũng thấy tiếc. Bởi vì tôi cho rằng là cái sức vươn của họ có thể hơn nữa. Nhưng mà có thể họ gặp phải một sự chúng ta vẫn gọi là chai sạn. Tức là trong một thời gian khá dài, U23 và đội tuyển gần như là 2-1. Tức là có nhiều cầu thủ vừa đá cả U23 vừa đá cả đội tuyển. Và khi họ còn rất là trẻ, họ đã phải vắt sức đá nhiều như vậy. Thì đến bây giờ kể cả là họ là những người yêu nghề và chuyên nghiệp đi chăng nữa thì vẫn có một sự chai sạn nhất định. Thành ra là tôi cũng thấy rằng là cái động lực của họ giai đoạn sau này thì họ không được như trước nữa. Anh có thấy tiếc là Công Phượng không? Đến giờ phút này chúng ta cứ cảm giác là Công Phượng kiểu sắp giải nghệ nơi rồi, mặc dù anh chàng này vẫn còn trẻ, đúng không ạ? Thì em cảm thấy rất là tiếc nuối dành cho một cái tài năng rất là tuyệt vời ở bóng đá Việt Nam, nhưng mà bị những cái trắc trở nào đó. Nói chung là Phượng dám đi những cái bước đi mà không nhiều cầu thủ dám đi, nhưng mà chính những cái bước đi đó nó cũng đã cản trở Công Phượng rất là nhiều trong cái quá trình phát triển của cậu ấy. Cái lứa này rất là thành công. Thành ra là ở một góc nhìn nào đó, nhiều khi những cái bước đi tiếp theo của họ ấy thì không chỉ họ đâu, mà những người mà đại diện cho họ hoặc là những người mà muốn định hướng cho họ ấy thì cũng bị những cái đó. Thứ nhất là vội, thứ hai là tự tin quá. Cứ nghĩ rằng là mình thành công, mình hay như vậy, mình là Á quân châu Á rồi thì mình có thể đi đá bất cứ giải nào. Nhưng mà rõ ràng ra nước ngoài đó là một cái chặng đường rất là chông gai, cần phải tính toán rất là cụ thể. Đấy, bây giờ có lẽ là có cách duy nhất để cứu Công Phượng là một đội bóng nào V-League giang tay Công Phượng thôi, đúng không ạ? Chưa chắc anh đã muốn về. Đúng rồi. Khi bây giờ Nhật Bản này là cái nơi mà anh thì, muốn có những định hướng của mình. Thì em với anh Huy thì đương nhiên có những cái chuyện chúng ta không có tiện nói ở trên một cái chương trình như thế này, đúng không ạ? Chúng ta đều hiểu rằng là lý do mà Công Phượng sang với Nhật Bản nó không chỉ đơn giản là bóng đá, đúng không ạ? Còn rất là nhiều những câu chuyện liên quan đến gia đình của Công Phượng nữa. Nhưng mà nếu mà cứ mãi ở Nhật thì chắc là thôi, cũng giải nghệ mà đi làm việc khác thôi, chứ còn bây giờ cứ như thế mà câu lạc bộ chả nhẽ người ta cứ ký hợp đồng mãi với một người như thế để nuôi báo cô à? Em cũng xin lỗi phải dùng cái từ đấy, nhưng mà thực sự là như vậy, đúng không ạ? Chẳng có ai muốn đi nuôi báo cô một cầu thủ xuống hạng rồi sao? Đó sắp xuống hạng rồi. Thế thì đấy là một cái điều rất là tiếc nuối dành cho Công Phượng. Và nếu mà thực sự muốn chơi bóng tiếp, muốn gọi là trở lại với cái khát khao được thi đấu bóng đá một cách rất là thuần túy thôi. Còn ném nói thật với Công Phượng, câu chuyện về mặt kinh tế vào lúc này nó không phải là cái bài toán lớn nữa, đúng không ạ? Thì chắc là phải trở về Việt Nam thôi. Thì chính vấn đề kinh tế nhiều khi đấy làm ảnh hưởng động lực của cầu thủ. Và cái lứa này cũng thành công sớm quá, đồng thời là có những cái đãi ngộ cũng tốt. Thành ra là có thể cuộc sống nó đầy đủ. Cộng với cái việc mà có một cảm giác chai sạn là đá quá nhiều khi còn trẻ, thì cái động lực sau này nó cũng không được như trước nữa. Tôi vẫn tiếc, bởi vì là thực ra đời cầu thủ nó ngắn lắm. Chúng ta hãy nhìn Ronaldo mà để học hỏi, tức là luôn luôn tối ưu hóa những gì mình có. Đã tốt rồi nhưng sẽ còn tốt hơn. Mình xem lại băng ghi hình, mình cảm giác là mình có thể đá tốt hơn thế này. Làm sao đấy thì mà vẫn là gặp đối thủ đấy gặp lại, mình sẽ đá như thế nào cho tốt.
Thì nếu mà là một cầu thủ chuyên nghiệp, chúng ta đau đáu được cái chuyện này thì tôi nghĩ bóng đá Việt Nam bây giờ sẽ còn tiến xa hơn. Vâng. Chứ còn rõ ràng là có những người đã chững lại rất là sớm. Tất nhiên cũng có những cái không may mắn. Đứa này cũng bị chấn thương nhiều. Do vắt sức 2 năm như vậy rồi là lá cả hai đội tuyển, họ bị chấn thương nhiều và đến lúc trở lại thì cũng gặp những khó khăn. Vâng, chấn thương nhiều và chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Đoàn Văn Hậu và hình ảnh của Đình Trọng chính là hai cái hình ảnh tiêu biểu trong việc rằng là họ đã bị vắt sức như thế nào, chấn thương ra sao và đã phải chống chọi với nó như thế nào. Em nói thật là Đoàn Văn Hậu rất cố gắng đấy. Chứ còn Đoàn Văn Hậu luôn phải đá trong một trạng thái là bị đau gót chân. Tức là trong hẳn một năm vừa qua là Hậu luôn phải đá với trạng thái như thế. Và mới đây đi khám thì bác sĩ mới chỉ ra cái chuyện đó và bắt phải điều trị một cách triệt để. Chứ còn nếu mà cứ cố để đá bóng, bởi vì nói thế thôi, cầu thủ họ phải đá vì động lực của họ, đá vì mong muốn là họ phải cống hiến cho bóng đá. Cầu thủ Việt Nam thường xuyên phải cố. Đúng rồi. Bởi vì là không là mất chỗ. Mất chỗ và không có tiền nữa. Đúng và không? Chưa kể khi mình mất chỗ, huấn luyện viên khác lại đến thì một chiều này khác lại diễn ra, mình bị lãng quên. Đây là tâm lý mà tôi cảm nhận được và tôi đã nói chuyện với nhiều cầu thủ mà phải cố đá, bởi vì là kể cả mình đã từng là sao số, mình mất chỗ rồi mà Việt Nam V-League thay tướng rất nhiều, thành ra đến lúc mà mình trở lại mình không còn nằm trong kế hoạch nữa là tự nhiên mình lỡ dở đi đấy, thu nhập sụt giảm, đấy là một thực tế. Rõ ràng là ví dụ như chúng ta nhìn đến trường hợp của huấn luyện viên Trussier đang dùng người thì chúng ta mới thấy rằng là đúng không ạ, có phải là ai ở thế hệ trước luôn mặc định mình được đá ở đội tuyển quốc gia với một huấn luyện viên mới cũng có thể có chỗ đâu, đúng không ạ? Ngay cả một người xuất sắc như Hoàng Đức vào lúc này còn không có chỗ cơ mà. Vậy thì Đoàn Văn Hậu liệu có chỗ không khi mà Võ Minh Trọng đang đá như thế, đúng không ạ? Rồi tất cả những cầu thủ khác như Hồ Tấn Tài vào lúc này cũng còn chưa có chỗ ở đội tuyển quốc gia, đúng không ạ? Vậy thì Quang Hải liệu quay trở lại có chỗ không với một hàng tiền vệ như thế này? Rất nhiều những vấn đề được đặt ra. Và Tiến Linh nếu cứ đá thế này liệu còn có được sử dụng nữa hay không? Đấy thì đấy là một cái câu hỏi dành cho cả một thế hệ, đúng không ạ? Một thế hệ tuyệt vời. Và mỗi khi nhớ đến thì em nghĩ rằng là nói chung cái việc mà ông Park cùng thế hệ này làm được là lịch sử đấy. Để có thể làm được chuyện đó một lần nữa là một chuyện không hề dễ dàng một chút nào, đúng không ạ? Nó cũng giống như rất nhiều những đội bóng như là Đan Mạch chẳng hạn, đến khi nào họ bắt đầu mới có thể vô địch Euro trở lại? Họ cứ phải nghĩ về năm 92 với tất cả niềm kiêu hãnh của họ. Mạnh như bóng đá Hà Lan mà lúc này cũng chỉ có năm 1988 để tự hào thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo Hà Lan đến Euro với vị thế nhà vô địch hay là đến World Cup với ứng cử viên vô địch, khó, đúng không ạ? Thì rõ ràng là đôi khi người ta cứ bảo là ăn mày quá khứ, nhưng mà có quá khứ để mà ăn mày thì nó vẫn là một cái điều tốt cho bất cứ một nền bóng đá nào, đúng không ạ? Và những cái quá khứ tốt đẹp nó luôn luôn mang lại nhiều cảm hứng chứ.